Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Nhậu Ngon xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món nấm rơm kho nước tương, một món ăn ngon rất là dễ làm. Nấm rơm kho nước tương thì ăn chay cũng rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon. Nấm rơm thì rất là ngọt, giòn, rất là bổ dưỡng. Còn nước tương có hương vị rất là đặc trưng, kết hợp lại với nhau cộng thêm một số gia vị tạo nên món nấm rơm kho nước tương rất là ngon tuyệt vời. Và đây là tô nấm rơm. Tô nấm rơm này thì khoảng nửa kg mình đã gọt sạch rồi đó quý vị. Rồi nấm rơm mình sẽ ngâm qua nước muối để cho nó loại bỏ đi những cái chất không tốt cho sức khỏe ra ngoài hết luôn. Các nguyên liệu và gia vị khác thì gồm có các trái ớt, tép tỏi, hành tím, hành lá, muối, bột ngọt, bột niêm, đường, dầu ăn, nước màu và nước tương. Trước tiên thì mình sẽ cho nước lọc vào trong cái tô nấm rơm để mình ngâm qua nước muối nha quý vị. Rồi sau đó mình cho khoảng 2 muỗng muối bột vào. Mình ngâm từ 7 đến 10 phút trước khi mình rửa cho sạch rồi mình đem vào mình kho với nước tương. Và trong cái thời gian ngâm thì mình cũng đảo nấm rơm tới lui nha quý vị, để cho nó thấm đều nước muối, để cho nó loại bỏ hết những cái chất không có tốt cho sức khỏe ra ngoài. Và bây giờ các cọng hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra, để khi nào mà nấm rơm kho nấm tương của mình chín mình sẽ cho vào. Có hành lá nhiều cũng rất là thơm và ngon. Củ hành tím thì mình cũng đập cho dập, rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn luôn nghe quý vị. Để nữa mình phi. Các hành lá, hành tím, tỏi, nếu quý vị ăn hừng chay thì mình có thể thay thế bằng hành Paro nha quý vị. Còn nhà mình ăn chay không hường cho nên mình sử dụng hành lá, tỏi, hành tím luôn. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn luôn. Có tỏi và hành tím nhiều thì người nữa mình phi trước khi mình kho, nó làm cho món ăn của mình thêm phần hấp dẫn và rất là thơm ngon. Băm cho nó thật là nhuyễn luôn. Ớt thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn. Để nữa khi nào nấm rơm kho nước tương của mình chín mình sẽ cho vào, có vị cay của ớt làm cho cái món kho của mình cũng rất là ngon. Nấm rơm thì mình đã rửa sạch rồi nè quý vị. Và các nấm bự bự thì mình sẽ chế ra làm 2 hoặc làm 4 luôn cũng được nha quý vị, tùy theo ý thích của mỗi gia đình. Nấm nhỏ nhỏ thì mình để nguyên luôn. Nấm rơm thì ở miền Tây có quanh năm luôn đó quý vị. Khi mà đã chế ra xong rồi thì chút xíu mình sẽ cho các gia vị vào trong tô nấm rơm luôn nha quý vị. Thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối bột, khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt, khoảng nửa muỗng cà phê bột niêm, khoảng một muỗng đường cát, nước tương thì mình cho khoảng 2 muỗng canh nước tương nghe quý vị. Nấm rơm mà kho với nước tương nó rất là thơm và rất là ngon. Và cuối cùng là mình cho nước màu vào, khoảng một muỗng canh nước màu. Khi mà đã cho các gia vị vào trong tô nấm rơm rồi thì mình sẽ đảo đều lên. Rồi sau đó mình để khoảng 15 đến 20 phút nha quý vị, trước khi mình kho. Tại vì mình để càng hơi lâu cho các gia vị nó càng thấm sâu vào trong các nấm rơm
hiện hòa mình kho nó sẽ rất là đậm đà, rất là ngon. Các gia vị thì cũng tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình nha quý vị, mà mình nêm sao cho nó vừa ăn, hợp với khẩu vị ở nhà mình. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi nào mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào. Mình cho hết vào luôn để mình phi. Mình phi cho nó vừa vàng thôi nha quý vị. Chút xíu mình sẽ cho cái tô nấm rơm vào. Nấm rơm mà kho với nước tương thì rất là được ưa chuộng luôn, ăn chay cũng rất ngon, ăn mặn cũng rất là ngon, và đặc biệt rất là dễ làm. Và sau một hồi phi nè quý vị, tỏi và hành tím đã vừa vàng rồi, và bây giờ mình chuẩn bị cho nguyên tô nấm rơm vào luôn nha quý vị, cho hết vào luôn. Nãy giờ mình ướp gia vị vào cũng khoảng gần 20 phút rồi đó quý vị, mình cho vào rồi mình đảo đều lên. Nấm rơm kho thì mình nên kho lửa hơi lớn lớn chút xíu nha quý vị. Tại trong cái nấm rơm lúc mình kho nó có ra cái phần nước, cho nên mình kho lửa lớn lớn lên để cho nó cạn đi nhanh những cái phần nước trong nấm rơm. Và sau một hồi kho nè quý vị, nấm rơm đã lên màu rất là đẹp rồi, thì mình sẽ cho thêm một ít nước lọc vào nha quý vị. Mình cho một ít thôi, cũng khoảng 1/3 chén thôi. Rồi sau đó mình tiếp tục mình kho tiếp. Đó, sau một hồi kho nè quý vị, nấm rơm cũng đã gần chín rồi. Và trong cái thời gian kho thì mình cũng đảo nấm rơm tới lui nha quý vị, để cho nấm rơm nó chín đều hơn và nó ngấm gia vị đều hơn. Mình kho sạch sẽ một chút nữa là được rồi nha quý vị. Hoặc là mình để nước mình chan, ăn cũng rất là ngon. Đó, và nấm rơm kho nước tương đã chín thế nào quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho hành lá vào. Nếu quý vị mà ăn thuần chay thì mình có thể thay thế bằng hành Paro nha quý vị. Còn nhà mình ăn chay không thường à, cho nên mình sử dụng hành lá luôn. Rồi sau đó mình sẽ cho ớt vào luôn, vì cái cay của ớt cũng rất là ngon đó quý vị. Và bây giờ mình sẽ tắt lửa, chuẩn bị mình múc ra để mình dùng trong bữa cơm gia đình. Và bây giờ mình quay cận lại cái thành phẩm của mình nè quý vị. Trông rất là hấp dẫn luôn, rất là thơm. Nấm rơm, kho nước tương, món chay mặn đều rất là ngon. Và món này ăn hao cơm dữ lắm luôn á quý vị. Dễ làm rất nhanh và rất là bổ dưỡng. Và bây giờ mình sẽ múc hết ra dĩa luôn nha quý vị. Hôm nay mình kho đầy một dĩa luôn. Nửa ký nấm rơm trong rất là nhiều. Mình kho nên kho nấm tròn tròn nó cũng rất là ngon nha quý vị. Múc hết ra dĩa luôn. Hôm nay mình kho đầy một dĩa, rất là ngon. Nó dĩa nấm rơm nè quý vị, đã thành phẩm hết nè. Nấm rơm thì rất là ngọt, giòn, ngon, rất là bổ dưỡng luôn. Còn nước tương thì có hương vị rất là đặc trưng nữa, cộng thêm một số gia vị nữa, làm cho cái món nấm rơm kho nước tương của mình rất là ngon tuyệt vời. Và món này rất là được ưa chuộng luôn á quý vị. Ăn chay cũng rất là ngon, ăn mặn cũng rất là ngon, và rất là dễ làm và rất là bổ dưỡng. Nấm rơm kho nước tương rất là hấp dẫn và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi, kênh Món Nhậu Ngon xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình, và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.